Xin chào mừng các bạn đã tới với channel Kisara Board Game Cafe. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người phần giới thiệu về một archetype mới mang tên Voiceless Voice. Đây là một archetype mới được giới thiệu ở trong box Phantom Nightmare ở OCG và sắp được mang tới TCG tới đây. Voiceless Voice là một tộc bài bao gồm nhiều quá hệ like ra mắt trong box Phantom Nightmare với vai trò là tộc bài mở rộng cho một tộc bài cũ là Skull Guardian. Voiceless Voice hứa hẹn mang đến gameplay mới lạ cho tộc bài này, đồng thời là mới lối chơi, tránh một meta dàn phiêu này gây đã quá quen thuộc với nhiều anh em bài thủ ở trong các meta cũ hiện nay. Voiceless Voice là một cách chơi chữ của từ tiếng Nhật Shukusei hay là cưỡng chế. Với ký tự kanji đầu tiên cũng có nghĩa là sự uy nghiêm và ký tự thứ hai có nghĩa là giọng nói. Cũng có thể, cái tên Voiceless Voice dựa trên tên của lá bài cũ thuộc tộc Skull Guardians tên là Novox Prayer. Từ Vox trong tiếng Latin là giọng nói, nếu như đọc cả tên thì có nghĩa là không có giọng nói hay Novox. Nếu Ritual Summon chính xác một like hoặc Dragon Ritual Monster với hiệu ứng cần phải sử dụng quái, bạn có thể sử dụng lá bài này làm nguyên liệu. Effect mỗi lần một lượt khi được triệu hồi thông thường hoặc đặc biệt. Bạn có thể đặt một spell hay trap Continuous Voiceless Voice ngửa ở trong vùng spell hoặc trap. Khi có quái like hoặc dragon ritual được triệu hồi đặc biệt trên sân khi lá bài này ở trong mộ, triệu hồi đặc biệt lá bài này. Discard lá này, xem một spell ritual xuống mộ và thêm một quái like warrior hoặc dragon ritual từ deck mộ vào tay. Banish lá này từ mộ, rồi ritual một quái like warrior hoặc dragon ritual từ tay bằng cách hiến tế quái với tổng level bằng hoặc hơn quái thú được triệu hiến tế. Mỗi effect chỉ có thể dùng mỗi lần một lượt. Có thể triệu hồi đặc biệt lá này bằng cách sáo hai spell từ tay hoặc mộ deck, trong đó có ít nhất một spell ritual, chỉ có thể triệu hồi đặc biệt bằng cách này mỗi lần một lượt. Khi đối thủ nháy bài hoặc hiệu ứng, đưa lá này về tay triệu hồi đặc biệt một quái like warrior hoặc dragon ritual từ tay hoặc mộ. Nhưng sao phải deck trong end phase lượt tiếp theo, effect này cũng chỉ có thể được dùng mỗi lần một lượt. Có thể triệu hồi đặc biệt lá bài này bằng Voiceless Voice Prayer, nhận 2050 công khi Novox the Voiceless Voice Disciple trên sân hoặc trong mộ. Mỗi effect sau chỉ có thể dùng mỗi lượt. Khi được triệu hồi, ritual add một quái Voiceless Voice hoặc một quái warrior dragon ritual từ deck lên tay. Khi đối thủ nháy bài hoặc hiệu ứng khi bạn điều khiển Novox the Voiceless Voice Disciple, quyền hóa kích hoạt và phá hủy lá bài đó. Về phần lối chơi và deck mẫu, Voiceless Voice tập trung vào việc đưa Skull Guardian the Voiceless Voice Protector lên sân sớm nhất có thể. Một end board tốt nhất của deck sẽ bao gồm Skull Guardian và Novox trên cả sân để có được Omni Negate bảo vệ Skull Guardian. Tộc bài có thể được triệu hồi ritual ở trong lượt với Novox starter cũng là extender cho những quái khác. Đồng thời Novox cũng có thể tự triệu hồi chính mình sau khi Skull Guardian lên sân. Khi Novox triệu hồi với bất cứ hình thức gì, bạn có thể sử dụng những lá spell Trap Continuous của tộc bài thẳng từ bộ bài. Tuy vậy, các spell chỉ có thể dùng trong những tình huống nhất định, như Voiceless Voice Barrier giúp bảo kê quái like và extend combo, hay Voiceless Voice Authority giúp kiểm soát sân đấu và triệu hồi thêm quái để kết thúc round đấu. Tộc bài hỗ trợ tốt cho những lá ngoài tộc như Saphira, Queen of Dragons hay Sovereign the Ancient and Ascend, khi mà bình thường sẽ cần Hymn of Light và Sprite Blessing để triệu hồi, nhưng giờ đây có thể triệu hồi bằng Voiceless Voice Prayer hay Saphira the Wise Voiceless Voice Queen. Saphira the Wise Voiceless Voice Queen có thể mill Hymn of Light để bảo kê quái ritual, và Sovereign the Sagely Voiceless Voice Dragon có thể được triệu hồi nhanh chóng để đáp lại hiệu ứng nháy của đối thủ. Đây là gameplay Edo Pro mẫu. Sau đây là deck mẫu hiện tại theo thể thức OCG do Phantom Nightmare chưa ra mắt ở TCG. Các bạn hãy cho mình ý kiến để cải thiện deck dưới phần bình luận nhé. Sắp tới đây, Booster Box Phantom Nightmare TCG sẽ ra mắt thị trường vào ngày 9 tháng 2 này. Mọi người hãy đến Kisara để thử sức với bộ bài thuộc tộc bài này và khuấy đảo meta nhé. Các bạn hãy đến shop Kisara ở 930/46 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để săn ngay những lá bài hiếm nhé.